Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nghệ thuật đương đại ở Việt Nam, học các từ ngữ về nghệ thuật đương đại, văn hóa, thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của người Việt. Thông qua đó, chúng ta sẽ cùng học cách dùng được sự cộng động từ, cộng của, cách dùng hơn bao giờ hết, có khác. Chúng ta cùng làm quen với nhân vật đồng hành và bắt đầu chuyến khám phá ngày hôm nay thôi nào. Konnichiwa. Xin chào các bạn. Mình tên là Okabe Chikara. Chikara trong tiếng Nhật nghĩa là khỏe mạnh. Vì vậy, mình tự đặt tên tiếng Việt của mình là Nguyễn Khỏe Mạnh. Mình luôn muốn sống đúng như cái tên của mình. Mình rất thích tập thể dục đấy. Tuy vậy, mình không thể cưỡng lại những món ăn ngon. Wow! Các bạn hãy đồng hành với mình trong những trải nghiệm thú vị của Xin Chào Việt Nam. Anh đã bao giờ đi xem triển lãm nghệ thuật đương đại ở Việt Nam chưa? Anh chưa, nhưng anh sắp đi xem đấy. Thế à? Anh đi xem của nghệ sĩ nào đấy? Tuần trước anh đã hỏi các bạn cùng lớp của anh thì là được sự giới thiệu của các bạn ấy, anh đã có một thông tin khá là thú vị. Đó là triển lãm của các nghệ sĩ đương đại tiên phong của những năm 90 và đầu năm 2000. Đúng là được các bạn giới thiệu có khác. Đó là triển lãm đang rất hot đấy. Em cũng muốn đi xem. Thế mình đi cùng luôn nhé. Đi. Vào đây mua vé nhá. À, chào chị, cho mình hai vé nhá. À vâng, cảm ơn ạ. Đây, vé của em đây. Xin. Anh Okabe có biết triển lãm này được sự tài trợ của ai không? Anh chỉ biết đây là triển lãm do Trung tâm Nghệ thuật The Outpost tổ chức thôi. Thường các nghệ sĩ được sự hỗ trợ của các tổ chức thì triển lãm của họ sẽ được quảng bá nhiều hơn. Dự án này em thấy ít được quảng bá nhưng thấy khá là lan truyền trong giới nghệ sĩ nhở? Cả các bạn trẻ cũng quan tâm nữa. Nghệ thuật đương đại Việt Nam đang phát triển rầm rộ hơn bao giờ hết mà. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đã cùng trở lại với Xin Chào Việt Nam, chương trình học tiếng Việt qua trải nghiệm văn hóa. Okabe và Minh Vân đang thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật đương đại tại Hà Nội. Hãy cùng chờ đợi xem nghệ thuật đương đại của Việt Nam có điều gì đặc sắc. Trước hết, hãy cùng xem có cấu trúc gì trong đoạn hội thoại của các bạn ấy vừa trao đổi. Thì là được sự giới thiệu của các bạn ấy, anh đã có một thông tin khá là thú vị. Đó là triển lãm của các nghệ sĩ đương đại tiên phong của những năm 90 và đầu năm 2000. Thường các nghệ sĩ được sự hỗ trợ của các tổ chức thì triển lãm của họ sẽ được quảng bá nhiều hơn. Trong tiếng Việt, được thường đứng trước động từ hoặc cụm từ để chỉ sự tiếp nhận một cách thụ động nhưng mang ý nghĩa tích cực. Trong bài này, chúng ta sẽ làm quen với một cách diễn đạt được đứng trước một cụm danh từ. Cấu trúc là được cộng sự cộng động từ cộng của. Ví dụ, được các bạn cùng lớp giới thiệu, anh có thông tin về triển lãm. Được sự giới thiệu của các bạn cùng lớp, anh có thông tin về triển lãm.
các tổ chức hỗ trợ các nghệ sĩ quảng bá về triển lãm của mình nhiều hơn. Được sự hỗ trợ của các tổ chức, các nghệ sĩ có thể quảng bá về triển lãm của mình nhiều hơn. Đúng là được các bạn giới thiệu có khác, đó là triển lãm đang rất hot đây. Một cấu trúc khác cũng được các bạn sử dụng trong đoạn hội thoại là có khác. Có khác thường đứng cuối câu, sử dụng trong giao tiếp, khẳng định tính chất đặc biệt của người, sự vật, hiện tượng được nói đến, khác so với bình thường. Ví dụ, anh ấy biểu diễn chuyên nghiệp quá. Đúng là nghệ sĩ có khác. Hôm nay đường phố nhiều đèn hoa quá, ngày Tết có khác. Nghệ thuật đương đại Việt Nam đang phát triển rầm rộ hơn bao giờ hết mà. Hơn bao giờ hết thường được sử dụng trong giao tiếp để nhấn mạnh mức độ cao, đặc biệt hơn so với trước đây của hành động, trạng thái, tính chất. Ví dụ, gặp lại con trai sau 10 năm xa cách, người mẹ vui hơn bao giờ hết. Nghệ thuật đương đại ở Việt Nam đang phát triển rầm rộ hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy cùng nhau luyện tập những cấu trúc vừa học qua các bài tập sau đây nhé. Bài tập số 1. Viết lại các câu sau theo mẫu. Câu mẫu như sau. Giáo sư giới thiệu các sinh viên, nên các sinh viên đã có cơ hội thực tập ở công ty này. Câu này có thể viết lại là: được sự giới thiệu của giáo sư, nên các sinh viên đã có cơ hội thực tập ở công ty này. Các bạn làm bài tập nhé. Đồng nghiệp giới thiệu, nên hai anh chị ấy đã quen nhau. Câu này có thể viết lại là: được sự giới thiệu của đồng nghiệp, nên hai anh chị ấy đã quen nhau. Câu số 2. Vì các phương tiện truyền thông quảng bá rầm rộ, nên bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hà đã trở thành xu hướng. Câu này có thể viết lại là: vì được sự quảng bá rầm rộ, nên bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Hà đã trở thành xu hướng. Câu số 3. Anh Minh đã trở thành nhân viên xuất sắc của phòng, vì cả phòng đã bầu chọn cho anh ấy. Câu này có thể viết lại là: được sự bầu chọn của cả phòng, anh Minh đã trở thành nhân viên xuất sắc của phòng. Câu số 4. Vì cộng đồng người Việt tại đây ủng hộ, nên cửa hàng của bà Hoa trở nên nổi tiếng nhất ở khu vực này. Câu này viết lại là: được sự ủng hộ của cộng đồng người Việt tại đây, nên cửa hàng của bà Hoa trở nên nổi tiếng nhất ở khu vực này. Câu số 5. Chị Vân đã quyết định thực hiện dự án đó vì cấp trên đồng ý. Câu này có thể viết lại là: được sự đồng ý của cấp trên, chị Vân đã quyết định thực hiện dự án đó. Bài tập 2. Nói thế nào trong các tình huống sau đây? Sử dụng có khác. Câu mẫu như sau. Nam mới có bạn gái nên dạo này hay chú ý đến hình thức hơn. Câu này có thể viết lại là: Nam mới có bạn gái có khác. Các bạn làm bài tập nhé. Câu số 1. Hôm nay có buổi biểu diễn của ca sĩ Mỹ Tâm nên đường phố đông hơn bình thường. Hôm nay có buổi biểu diễn của ca sĩ Mỹ Tâm có khác. Câu số 2. Vì hôm nay là cuối tuần nên khu du lịch này đông khách hơn bình thường. Hôm nay là cuối tuần có khác. Câu số 3. Anh ấy là vận động viên điền kinh nên chạy nhanh hơn người bình thường. Anh ấy là vận động viên có khác. Câu số 4. Ông ấy là họa sĩ nổi tiếng nên tranh của ông ấy đắt hàng hơn mọi người. Họa sĩ nổi tiếng có khác.
Câu số 5, anh ấy là kiến trúc sư nên ngôi nhà của anh ấy được thiết kế rất đặc biệt và sáng tạo. Nhà của kiến trúc sư có khác. Ngoài nghệ thuật thi giác thì nghệ thuật đương đại Việt Nam còn có những hình thức nào khác Hà Văn? À, nghệ thuật đương đại còn có cả nghệ thuật trình diễn này, nghệ thuật vẽ trên cơ thể người này, rồi nghệ thuật hình ảnh động nữa. Thế à, anh thấy ở Việt Nam có đủ các thể loại nghệ thuật đương đại trên thế giới đấy nhỉ? Đúng rồi, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức phi lợi nhuận nên là nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã có cơ hội để thỏa sức sáng tạo trong cái lĩnh vực nghệ thuật đương đại này. Phải rồi. Nghệ thuật là thức ăn tinh thần không thể thiếu của mọi người mà. Bây giờ mọi người hiểu biết về nghệ thuật hơn, đi thưởng thức nghệ thuật thường xuyên hơn. Em cũng là sinh viên chuyên ngành nghệ thuật đấy. Em có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Em sắp có rồi nhá, anh chờ nhá. Anh hào hức chờ xem triển lãm của Văn rồi đây. Như vậy, thưởng thức nghệ thuật đương đại là một phần trong các trải nghiệm thú vị của người nước ngoài khi đến Việt Nam. Hy vọng sau khi được theo dõi bài học hôm nay, các bạn đã biết thêm một số cách sử dụng tiếng Việt như là cách dùng được sự cộng động từ cộng của, cách dùng có khác, hay là cách dùng hơn bao giờ hết, và những thông tin bổ ích về các loại hình nghệ thuật đương đại ở Việt Nam. Nếu các bạn có thêm câu hỏi về bài học tiếng Việt, các bạn có thể nhắn gửi vào địa chỉ email xinchaovietnamv4a.vtv.vn hoặc xinchaovietnamv4a.gmail.com. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần tới nhé!